Sau 5 năm đi vào hoạt động, với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các doanh nghiệp và nhân dân, sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và các sở ngành tỉnh Bình Dương, huyện Bầu Bàng đã có những đổi thay tích cực. Nơi đây sẽ trở thành một trong những hạt nhân phát triển công nghiệp năng động của tỉnh Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với thế mạnh về vị trí địa lý là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Bình Dương, tiếp giáp với chân thành Bình Phước và nằm dọc tuyến đường quốc lộ 13 huyết mạch, có địa hình bằng phẳng, nền đất cứng, nguồn nước dồi dào nên Bầu Bàng có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác các tiềm năng về phát triển kinh tế công nghiệp. Với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp đô thị phía Bắc của tỉnh Bình Dương, Ủy ban Nhân dân huyện đã lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025. Theo quy hoạch, Bầu Bàng sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp. Trong đó, công nghiệp giữ vai trò chủ đạo, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, đô thị và nông nghiệp. Quy hoạch trước đây của huyện Bến Cát cũ, sau khi thành lập huyện Bầu Bàng thì đảng bộ của huyện Bầu Bàng tiếp tục xác định công nghiệp là cái mũi nhọn, bên cạnh đó là tăng dần cái tỷ trọng của dịch vụ thương mại. Nó tóm lại là coi như cái cơ cấu của Bầu Bàng vẫn là công nghiệp, dịch vụ thương mại và nông nghiệp. Bầu Bàng này cũng có cái điều kiện thuận lợi là coi như vậy là cái đoạn cuối của đường Mỹ Phước Tân Giang, là cái đây là chỉ còn cách khoảng vài cây số nữa thì coi như giáp với đường Hồ Chí Minh. Chúng tôi cho đây là một cái cửa ngõ rất quan trọng và cũng rất thuận lợi cho những cái doanh nghiệp mà coi như vậy là họ cần phải di dời vào những cái nơi ổn định hơn, tốt hơn, và chắc chắn rằng cái điều kiện sản xuất của họ sẽ đảm bảo. Bầu Bàng được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Bến Cát theo nghị quyết số 136 của chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2014. Qua 5 năm đi vào hoạt động, đến nay kinh tế của huyện phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trong 5 năm đạt 14,98%. Chỉ sau 5 năm thành lập, Bầu Bàng đã vươn lên một cách mạnh mẽ, trở thành một địa phương có nền kinh tế công nghiệp phát triển vượt bậc. Dấu ấn nổi bật nhất trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện Bầu Bàng trong những năm qua chính là chiến lược quy hoạch phát triển công nghiệp phù hợp dựa trên nền tảng xây dựng và phát huy vai trò của các khu công nghiệp tập trung, thông qua thực hiện các giải pháp đồng bộ trong đầu tư và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp. Đến nay, huyện Bầu Bàng đã hình thành hai khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hàng ngàn hecta. Các khu công nghiệp này đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Ngoài ra còn có hai khu công nghiệp là Lai Hưng và Cây Trường đang được huyện và chủ đầu tư triển khai thực hiện. Khu công nghiệp Tân Bình cũng đã có chủ trương mở rộng thêm 1.055 hecta về phía hai xã Tân Hưng và Hưng Hòa của huyện Bầu Bàng. Dự kiến đến năm 2020, khi các khu công nghiệp Cây Trường, Lai Hưng, Tân Bình mở rộng đi vào hoạt động, diện tích đất công nghiệp trên địa bàn huyện sẽ đạt 3.342 hecta. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, đã tạo cho công nghiệp huyện Bầu Bàng tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng cao. Trong 5 năm thành lập,
huyện Bầu Bàng đã thu hút tổng số 519 dự án đăng ký mới và 35 dự án tăng thêm vốn. Trong nước là 448 dự án đăng ký mới và 19 dự án đăng ký tăng vốn với tổng số đăng ký là 11.410 tỷ đồng. Nước ngoài là 71 dự án đăng ký mới và 16 dự án đăng ký tăng thêm vốn đầu tư với số vốn hơn 1.900.000.000 đô la Mỹ, tăng 178% về vốn so với thời điểm trước ngày 1 tháng 4 năm 2014. Tính đến cuối năm 2018, tổng số dự án trên địa bàn huyện là 739 dự án, trong đó đầu tư trong nước là 618 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 25.872 tỷ đồng. Đầu tư nước ngoài là 121 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 2.640.000.000 đô la Mỹ. Có thể nói Bầu Bàng đã và đang trở thành một trong những địa phương thu hút đầu tư tốt nhất của tỉnh hiện nay. Nhằm thực hiện cái định hướng là phát triển huyện trở thành một cái trung tâm công nghiệp đô thị lớn ở phía bắc của tỉnh Bình Dương, thì chúng tôi đã đề ra những cái giải pháp, những cái nhiệm vụ ngay từ sau khi thành lập huyện. Vấn đề thứ nhất là liên quan đến thu hút đầu tư, là bằng những cái hoạt động mời gọi đầu tư của sở ngành tỉnh và của tổng công ty BKMS, thì ở huyện cũng có nhiều cái giải pháp để phối hợp trong cái lĩnh vực nông nghiệp đó. Thì chúng tôi cũng rất là chú trọng, bởi vì từ một cái huyện thuần nông mà Bầu Bàng đi lên là phát triển công nghiệp và đô thị, thì cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng như là hiện đại hóa cái quy trình sản xuất là những cái hết sức quan trọng. Hiện nay thì Bầu Bàng cũng vẫn là một cái thế mạnh của nông nghiệp, đó là cây công nghiệp chủ yếu là cây cao su, và cây trồng chủ yếu là cây cao su, vật nuôi chủ yếu là lợn và gà. Ngoài ra thì huyện cũng khuyến khích phát triển cái lĩnh vực nông nghiệp đô thị, ví dụ như là trồng rau sạch, trồng nấm quy mô lớn hiện đại và trồng hoa lan cây cảnh để phục vụ cho các cái nhu cầu thưởng ngoạn giải trí, phát triển cái nông nghiệp đô thị. Huyện cũng hết sức là tập trung để chỉ đạo các địa phương và các ngành có những cái giải pháp tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc khi các cái doanh nghiệp mà gặp phải, kể cả các cái tổ chức cá nhân không phải là trong lĩnh vực công nghiệp không, mà kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp chúng tôi cũng hết sức là quan tâm. Hiện nay thì cái lĩnh vực mà huyện đang có những cái chủ trương và cũng có nhiều doanh nghiệp người ta tới tìm hiểu, đó là phát triển trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, và hứa hẹn là trong tương lai sắp tới thì cái lĩnh vực này nó sẽ phát triển và đáp ứng được cái nhu cầu của huyện trong cái việc phát triển công nghiệp và đô thị trong tương lai. Chính khu công nghiệp Bầu Bàng nó là một cái ngòi nổ cho sự phát triển cái công nghiệp và dẫn đến là thu hút người lao động, làm phát triển các thêm các cái ngành dịch vụ, và đặc biệt là cái động lực cho phát triển cái trung tâm hành chính mới của huyện Bầu Bàng. Cùng với việc phát triển công nghiệp, huyện đã kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đã và đang thực hiện xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với diện tích là 656.131 m2 với hơn 19.900 phòng, đáp ứng nhu cầu cho hơn 79.000 người. Trong tổng số diện tích nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được tỉnh quy hoạch trên địa bàn huyện đến năm 2021 là 1.220.410 m2. Công nghiệp phát triển, kéo theo lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng phát triển nhanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân trong 5 năm đạt 23,8%. Huyện cũng đã cấp mới 2.802 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể với tổng số vốn đăng ký là hơn 597 tỷ đồng,
nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể toàn quyền đến nay là 6.845 hộ với tổng số vốn đăng ký hơn 1.508 tỷ đồng. Để lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển tương xứng với tốc độ phát triển của địa phương, huyện đã tổ chức hội thảo định hướng phát triển ngành công nghiệp giải trí huyện Bầu Bàng giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm làm cơ sở định hướng phát triển và kêu gọi đầu tư lĩnh vực thương mại dịch vụ, từng bước hình thành các chợ siêu thị ở các khu dân cư tập trung, khuyến khích phát triển mạng lưới đại lý phân phối hàng hóa, hệ thống bán lẻ và phát triển các loại hình dịch vụ như tài chính, giáo dục, thẩm mỹ, văn hóa nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi giải trí, du lịch dã ngoại, du lịch sinh thái. Gắn liền với phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, huyện cũng đang đẩy nhanh phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân trong 5 năm đạt 4,92%. Địa phương đang phát triển và khuyến khích doanh nghiệp, nhân dân phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm mang lại giá trị kinh tế cao cho doanh nghiệp và người nông dân, góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn ở địa phương. Song song đó là công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước, luôn được lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của nhà nước. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, 7 trên 7 xã của huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận xã nông thôn mới, một xã được nâng lên thành thị trấn, huyện phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Nhìn chung thì 5 năm qua về các cái giải pháp mà huyện đề ra thì chúng tôi đánh giá là đúng hướng và kịp thời để chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu xây dựng và phát triển huyện Bầu Bàng theo đúng cái định hướng của tỉnh là trở thành một cái huyện công nghiệp và đô thị lớn ở phía bắc của tỉnh Bình Dương. Và đời sống của nhân dân cũng như là tư tưởng của cán bộ công chức và nhân dân thì hoàn toàn là đồng thuận ủng hộ và toàn dân thì rất là phấn khởi để xây dựng cái đời sống mới ở trên một cái vùng đất mới thành lập, trên một cái huyện mới thành lập 5 năm. Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường đầu tư ở đây. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, doanh nghiệp chúng tôi luôn được sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi từ phía các ngành chức năng ở địa phương. Chính sự hỗ trợ tích cực nhiệt tình như vậy đã làm cho doanh nghiệp cảm thấy rất yên tâm khi đầu tư ở đây. Và đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng tầm hoạt động của doanh nghiệp. Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định thực hiện dự án khu sản xuất Đài Loan tại Bầu Bàng, bởi vì ở đây có nhiều điều kiện thuận lợi và tiềm năng phát triển. Quá trình triển khai dự án ở đây rất thuận lợi. Chúng tôi được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía công ty BKMS và huyện Bầu Bàng. Hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư Đài Loan đến đây, hình thành khu sản xuất năng động hiệu quả. Qua 5 năm đi vào hoạt động, nhiều trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị được đầu tư và đưa vào sử dụng, tạo không khí phấn khởi cho cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Hạ tầng kỹ thuật các xã được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hạ tầng giao thông toàn huyện ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại. Trong 5 năm qua, kể từ khi huyện Bầu Bàng chính thức đi vào hoạt động, nhờ sự quan tâm của huyện đối với địa phương trong việc đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng, và điều này đã giúp cho thay đổi căn bản cái bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương và nó thiết thực phục vụ cho đời sống của nhân dân trong việc là phục vụ đời sống cũng như là sản xuất của bà con nhân dân. Từ cái chỗ mà trước đây thì địa phương chỉ có một vài tuyến đường trong khu dân cư là được đầu tư nhựa, bê tông, thì đến nay là trên 90% các tuyến đường trong khu dân cư đã được đầu tư bê tông, nhựa. Cái điều này thiết thực góp phần phục vụ trực tiếp cho đời sống và sản xuất của bà con dân địa phương. Ngoài ra thì các tuyến đường trong sản xuất, phục vụ sản xuất nội đồng cũng đáp ứng tiêu chuẩn là cứng quá 100%. Ngoài ra thì trạm y tế xã, trường học
cũng nhờ sự quan tâm của cấp trên thì cũng được quan tâm đầu tư và đáp ứng cái tiêu chí quốc gia về y tế, về trường học. Chính vì cái điều này là điều đã góp phần giúp cho địa phương đạt được cái chuẩn nông thôn mới năm 2016. Và hiện nay thì địa phương cũng tiếp tục rà soát để đề ra các cái biện pháp giải pháp. Trong đó thì huyện cũng tiếp tục là quan tâm đầu tư cho địa phương một số công trình khác để mà chúng tôi có thể đáp ứng được cái bộ tiêu chí nâng cao do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giai đoạn 2018-2020. Sau 5 năm huyện Bảo Bàng được tách ra khỏi từ Bến Cát, thì trong quá trình thì cán bộ và nhân dân cũng như là bản thân tôi thấy rằng là có nhiều cái thành tựu rất đáng khích lệ. Về cái thứ nhất là về cái tuyến trước mắt là đập vô mặt mình là gì, đường giao thông nông thôn và cả cái đường tuyến đường nói chung là được khang trang và bê tông hóa, xi măng hóa, xi măng nhờ nóng về bê tông hóa nhiều. Đó là một cái thứ hai là về cái cả cái công trình xây dựng, cả cái cơ sở vật chất, trong đó là công trình xây dựng như giống như nhà cửa, hội trường hay là cả cái công sở nói chung là nó phát triển rất mạnh và rất khang trang so với trước đây. Có thể nói rằng là đây là một cái quá trình một cái thành tựu mà cán bộ và nhân dân huyện Bảo Bàng trong 5 năm vừa rồi đã thực hiện được. Đối với công tác xây dựng đảng trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bầu Bàng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, từ quyền đến cơ sở. Hiện đảng bộ quyền có 23 chi đảng bộ cơ sở, với 124 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên hiện nay là 2.219 đảng viên. Để thực hiện tốt công tác xây dựng đảng 5 năm qua, đảng bộ quyền đã bám sát nghị quyết ban chấp hành đảng bộ các cấp và nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ quyền đề ra hàng năm và trong cả nhiệm kỳ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên được tăng cường. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác của tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới. Những khó khăn vướng mắc và những vấn đề xã hội bức xúc được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra hàng năm. Đặc biệt là việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của huyện đã có nhiều bước đột phá, phát triển mạnh. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên ngày càng vững mạnh. Để tăng cường chất lượng lý luận chính trị cho hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, Đảng bộ quyền Bầu Bàng đã cử 40 đồng chí tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị, cử 311 đồng chí tham gia các lớp trung cấp chính trị, hành chính. Việc đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ toàn quyền cũng được quyền ủy quan tâm, đáp ứng nhu cầu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, định hướng chung trong giai đoạn mới. Thì với là quan điểm là phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt. Cho nên ngay từ khi huyện mới chính thức đi vào hoạt động, chúng tôi xác định một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, có vai trò ý nghĩa rất lớn, đặc biệt quan trọng là phải tập trung củng cố, xây dựng cái hệ thống chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện một cách toàn diện, để huyện phấn đấu sớm trở thành một cái trung tâm công nghiệp đô thị của tỉnh Bình Dương. Thì từ cái mục tiêu trên thì chúng tôi đã cụ thể hóa bằng các cái chương trình hành động, các kế hoạch, các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng trong thực hiện cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương mình. Đồng thời nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Mặt khác là phát huy cái vai trò của mặt trận
các cái đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao của nhân dân ở địa phương, tích cực thực hiện các cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, là cũng như là xây dựng cái khối đại đoàn kết dân tộc. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thường xuyên chủ động tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện. Từ cái khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, quản lý, sử dụng và đánh giá cán bộ, nói chung là thực hiện đồng bộ các cái giải pháp, các cái biện pháp, các cái khâu của công tác cán bộ. Từng bước là chúng tôi cũng nghiên cứu, đổi mới, nâng cao cái chất lượng đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá phân loại chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, củng cố sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhanh chóng đi vào nề nếp, ổn định, hoạt động có hiệu quả. Đó là cái những nhân tố là tích cực đã góp phần xây dựng huyện của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh và toàn diện hơn. Việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa cán bộ lãnh đạo với nhân dân, hoạt động ngày càng sát với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng tâm tư nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân. Công tác dân vận của Đảng luôn được cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo kịp thời, quy chế về dân chủ được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả và ngày càng vững mạnh. Trên cơ sở là cụ thể hóa cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020, thì Ban chấp hành, Ban thường vụ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị là tham mưu xây dựng và ban hành 8 cái chương trình trọng tâm đột phá của huyện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. Thì đến nay, thì qua đánh giá thì chúng ta đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, toàn diện và có hiệu quả các cái chương trình này. Thì trong năm 2018 vừa qua, huyện cũng đã báo cáo thường trực tỉnh ủy xin ý kiến và đã chủ động tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó cũng kết hợp đánh giá 8 chương trình trọng tâm đột phá của huyện đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu, nổi bật, và chúng ta cũng thấy là tin tưởng vào cái khả năng để thực hiện hoàn thành thắng lợi trong cả nhiệm kỳ. Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được huyện quan tâm thực hiện đạt nhiều thành tựu. Trong 5 năm qua, huyện đã giới thiệu việc làm cho 17.425 lượt lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, thường xuyên chăm lo đời sống và giải quyết kịp thời các chế độ cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là trong các dịp lễ Tết, đã trao tặng 11 căn nhà tình nghĩa, bàn giao 29 căn nhà đại đoàn kết. Bằng mọi nỗ lực, huyện đã giảm được 152 hộ nghèo và 260 hộ cận nghèo. Tính đến nay, trên địa bàn huyện còn 107 hộ nghèo trong chỉ tiêu giảm nghèo, chiếm tỷ lệ 0,65%, 79 hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội chiếm tỷ lệ 0,48% và 131 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,8%. Về lĩnh vực giáo dục, trong 5 năm qua, huyện đã dành nguồn ngân sách lớn để đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các trường đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tính đến nay, toàn huyện có 20 trên 28 trường công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 71,4%. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đều được triển khai thực hiện đầy đủ, các loại dịch bệnh được theo dõi, giám sát chặt chẽ và khống chế kịp thời, không để phát sinh trên diện rộng.
Toàn huyện có 7 trên 7 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Số người dân tham gia bảo hiểm y tế đến cuối năm 2018 đạt tỷ lệ 73,04%. Trong năm 2018, Trung tâm Y tế huyện quy mô 100 giường đã được khởi công xây dựng và khi hoàn thành sẽ phục vụ công tác khám chữa bệnh của người dân được tốt hơn và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia ngày càng hiệu quả. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về tinh thần của nhân dân và công nhân lao động như tổ chức định kỳ hàng tháng các buổi biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt đơn ca tài tử, tổ chức các hội thi văn nghệ và các giải thể thao, các trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ công chức, người lao động tại các doanh nghiệp tham gia. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, huyện Bầu Bàng sau 5 năm thành lập đã có nhiều khởi sắc. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Bầu Bàng cũng đã xây dựng một số cái chương trình đột phá đối với lĩnh vực này, như là chương trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, rồi chương trình phát triển văn hóa thể dục thể thao giai đoạn 2016-2020, cũng như là xây dựng cái kế hoạch kêu gọi xã hội hóa đối với các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao và y tế. Thì kết quả đối với lĩnh vực giáo dục đã có 20 trên 28 trường công lập đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm cũng như tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm sau cũng cao hơn năm trước. Tỷ lệ các em được tuyển sinh vào cao đẳng đại học đạt trên 76%. Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân thì huyện tiếp tục duy trì hàng năm là cái tỷ lệ 7 trên 7 xã đạt cái tiêu chí quốc gia về y tế. Thực hiện tốt công tác chăm lo đối với các gia đình chính sách, gia đình có công, hộ nghèo trên địa bàn. Lồng ghép vào cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì huyện từng bước hoàn thiện các cái thiết chế hạ tầng ở cơ sở, tập trung đầu tư các cái trung tâm văn hóa thể thao gắn với học tập cộng đồng ở các xã thị trấn, và đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện, từng bước nâng cao cái chất lượng các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phục vụ nhân dân cũng như là phục vụ các sự kiện chính trị trên địa bàn. Thì hướng tới thì huyện cũng sẽ là tiếp tục đầu tư đối với lĩnh vực văn hóa xã hội nhằm đảm bảo cân bằng giữa sự phát triển kinh tế đối với sự phát triển văn hóa xã hội, an sinh xã hội và đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh ở Bầu Bàng. Phải nói rằng là đảng bộ của chúng tôi là một khối đoàn kết thống nhất từ ở huyện đến cơ sở, từ ở huyện đến các xã thị trấn là đoàn kết với nhau, là cùng hướng về một hướng, cùng hướng về một tương lai, làm thế nào cái mục tiêu mà đạt đến được là địa phương phát triển và đời sống người dân phải được cải thiện. Có thể thấy Bầu Bàng hôm nay đã thay đổi nhanh chóng. Từ một huyện nông nghiệp, sau 5 năm đi vào hoạt động, Bầu Bàng đã tạo được nhiều dấu ấn đột phá, trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tổng thể. Hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố, hoạt động hiệu lực hiệu quả, góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện, tạo cơ sở nền tảng đưa Bầu Bàng phát triển vững chắc trong tương lai. Tóm lại, trong nhiệm kỳ tới từ 2020 trở đi đến 2025 thì cái công nghiệp là vẫn là cái mũi nhọn, và kế đến là dịch vụ và nông nghiệp, và trong đó là cố gắng lấp đầy những cái nông công nghiệp, những cái diện tích khu công nghiệp.
và đi sâu vào khai thác cái dịch vụ theo cái định hướng là cái công nghiệp giải trí. Thứ ba nữa là đó với là nông nghiệp thì một phần sẽ chuyển hướng, những diện tích nào nó phù hợp sẽ chuyển hướng và làm công nghiệp, những diện tích nào nó phù hợp thì vẫn tiếp tục phát triển cái cây, và trong đó đặc biệt là cây con cái chất lượng cao. Với hành trình tiếp nối đầy tự hào, Bầu Bàng hôm nay đang khẳng định niềm tin vững chắc về một tương lai rực sáng của quê hương anh hùng trong đấu tranh cách mạng, một Bầu Bàng văn minh thịnh vượng trong xây dựng và phát triển.